Chào tất cả các anh em nha, video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận 600 tốc cần BA từ sàn La tốc cần nha các bạn. Đây một tốc cần này đã có cặp giao dịch chạy qua BA qua USDT với giá là 0,078 gần 0.08 USDT cho một tốc cần các bạn. Giá khá là cao các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn La tốc cần và KIC Level 2 các bạn. Thì mình có để một cái video cho tất cả các bạn đăng ký và KC nha các bạn. Sau khi các bạn KC hoàn thành level 2 xong thì các bạn mở cái Telegram phần link thứ hai, mở cái Telegram bấm start nha các bạn. Sau khi bấm nút start rồi các bạn bấm done. Đối với những bạn mới thì các bạn điền email vào nha các bạn. Còn đối với những bạn cũ đã chat trên sàn La tôi cần rồi các bạn chỉ việc vào đây các bạn follow tờ Twitter nè, bạn bấm I don't chat it nè. Tweet bot các bạn Twitter bấm I don't check it nè. Like Instagram rồi bấm I don't check it nha bạn. Nhiệm vụ các bạn chỉ bấm join Telegram bấm I don't check it, nhiệm vụ bấm I don't check it hoài nha bạn. Thì có trên Twitter follow Twitter bấm I don't check it nè. Join Telegram group I don't check it nè. Follow Instagram rồi bấm I don't check it nè. Rồi follow Twitter trên sàn La tôi cần rồi bạn bấm vào I don't check it nha bạn. Rồi like fanpage Facebook thì bấm I don't check it. Sau khi bấm xong thì hiện ra một cái email như vậy là mình đã hoàn thành xong airdrop các bạn. Sau này tôi cần nó sẽ trả về sàn La tôi cần, các bạn có thể giao dịch chạy luôn mà. Dưới 600 tôi cần CBA này để mình tính qua, mình tính được bao nhiêu đô các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Mình lấy 600 này các bạn, 600 tôi cần nè, nhân cho 0,078 không các bạn. Cũng khoảng 46 đô các bạn. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 600 tôi cần BCA đến đây cũng kết thúc nha bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ trả lời cho các bạn nha bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.